nữa. Xe này chuẩn bị tân trang lại nha. Xe này thắng dầu rồi. Cầu sau là cầu 2 tấn nữa. Thật tốt đấy. Máy 28 chân chay, cầu sau cũng giống, cầu trước cũng giống cầu sau vậy. Để hoàn thiện xong rồi mình sẽ review cho các bạn xem nhé. Chào mọi người, đây là chuẩn bị làm xe độ đầu ngang. Đây là khung sườn này. Hộp số. Mua xe cũ rồi tân trang lại làm xe mới. Nhít.
giờ thợ đang tiến hành làm. Ở 2 tuần là xong. Còn 3 tuần. Đây là móc cũ. Giờ bộ này thì cần phế liệu làm móc mới.